là ai nên dùng máy làm mát và ai nên dùng máy lạnh. Ok các bạn. Tâm Việt kính chào khách quý. Xin chào các bạn đến với Lo Cái Tâm Việt. Lại là mình đây các bạn ơi. Và ngày hôm nay mình rất vui đến đây để chia sẻ các bạn, chúng ta để tiếp tục tìm hiểu về kiến thức của các sản phẩm quạt làm mát rồi nhé, hay còn gọi cái khác là máy làm mát. Ok các bạn. Và ngày hôm nay mình xin phép dùng điện thoại rồi nha, tại vì hôm nay kiến thức cũng như là những câu hỏi sẽ trả lời rất là dài nên mình không thể nào mình nhớ hết được, nên mình sẽ cần đến điện thoại để có thể nói cho bạn, trả lời các bạn những cái câu hỏi thắc mắc của bạn nhé trong thời gian qua. Ok các bạn. Vâng, và ngày hôm nay mình và bạn sẽ cùng nhau trả lời ba câu hỏi cho sản phẩm máy làm mát. Thứ nhất đó chính là sự khác nhau giữa quạt điều hòa hay còn khách là máy làm mát đối với máy lạnh là gì. Và câu hỏi thứ hai đó chính là ưu điểm và nhược điểm của máy làm mát và cũng như là máy lạnh các bạn. Và câu hỏi thứ ba, biết là gì không ạ? Và câu hỏi thứ ba của chúng ta đó chính là ai sẽ dùng máy làm mát và ai là người sử dụng máy lạnh. Ok bạn. Và không để mất thời gian các bạn nữa, bây giờ mình và bạn sẽ cùng nhau chúng ta tìm hiểu. Đầu tiên đó chính là câu hỏi sự khác nhau giữa máy làm mát và máy lạnh nhé. Ok bạn, nào chúng ta bắt đầu thôi. Vâng các bạn ơi, và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi phân biệt sự khác nhau giữa máy lạnh và cũng như là máy làm mát nhé. Và đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần đó sẽ là không gian sử dụng. Ok bạn, thì đối với quạt làm mát, máy làm mát của chúng ta thì sản phẩm chúng ta sẽ được sử dụng được luôn cả trong phòng kính và cũng như là được luôn ở môi trường không gian mở nhé. Và chúng ta có bánh xe và dễ dàng di chuyển nha. Còn đối với máy lạnh thì sao? Máy lạnh chúng ta cần với một không gian đó là kín, kín và phải gắn cố định ở phía trên cao và không thể di chuyển. Ok bạn, đó là điều đầu tiên. Yếu tố thứ hai của chúng ta đó chính là yếu tố độ ẩm không khí bạn nhé. Thì đối với máy làm mát chúng ta thì dựa trên nguyên lý là bốc hơi của hơi nước và được quạt thổi hơi nước ra ngoài mang theo độ ẩm. Ok bạn. Và máy lạnh của chúng ta thì sẽ dựa trên đó chính là nguyên lý hoạt động của ga. Ok bạn, đó chính là về độ ẩm không khí. Vâng, ok bạn. Thì thứ ba đó chính là nhiệt độ làm mát bạn nhé. Thì nhiệt độ làm mát như thế nào? Của máy làm mát chúng ta sẽ giảm nhiệt độ từ 8 độ C, từ 2 đến 8 độ C rồi nhé. Và có thêm máy lạnh nữa thì sẽ thêm 3 độ C nữa, giảm được thêm 3 độ C nữa. Ok các bạn. Còn đối với máy lạnh chúng ta sẽ giảm tối đa lên đến là hơn 20 độ C. Ok các bạn. Và điểm thứ tư đó chính là điện năng tiêu thụ nha. Ok các bạn. Thì đối với máy lạnh chúng ta thì thường thường điện năng tiêu thụ sẽ cao hơn nhiều so với máy làm mát mà nha. Và thường thường là như thế. Và tiếp theo nữa các bạn ạ, đó chính là giá thành. Ok các bạn, thì giá thành của sản phẩm máy làm mát của chúng ta thường thường chỉ cần 2 triệu, 3 triệu là chúng ta sở hữu được một máy làm mát cho gia đình chúng ta rồi. Nhưng mà đối với máy lạnh thì sao? Sản phẩm này sẽ mắc tiền hơn. Các bạn sẽ phải từ trên 5 triệu thì chúng ta mới thể sở hữu được một bộ máy lạnh cho gia đình như vậy nhé. Và cuối cùng đó chính là lắp đặt sản phẩm. Ok các bạn, thì đối với máy lạnh của chúng ta thì lắp đặt sẽ công phu hơn, nhiều giai đoạn hơn, cần phải thuê người thợ điện tới để làm câu điện cũng như là lắp ráp cục nóng và cục lạnh. Các bạn sẽ tốn hơn về chi phí. Và tiếp theo, đối với máy làm mát chúng ta sẽ tiện hơn cái là sản phẩm này đã được lắp ráp nguyên kiện. Các bạn chúng ta về chỉ gắn bánh xe và chúng ta sử dụng luôn vấn đề là và có thể sử dụng được liền. Đó là sự khác nhau cuối cùng nhé. Ok bạn ơi, thì vừa rồi mình đã nói qua sự khác nhau giữa máy lạnh và quạt điều hòa đúng không ạ? Và tiếp sau ạ? Ok, bây giờ mình sẽ đến câu hỏi thứ hai nữa, chính là ưu điểm và nhược điểm của hai dòng sản phẩm trên. Ưu điểm và nhược điểm của máy lạnh là gì? Và ưu điểm nhược điểm của máy làm mát là gì? Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm câu trả lời phân tích nhé. Và đầu tiên của chúng ta đó chính là ưu điểm của máy làm mát mà nhé. Mình sẽ nói đầu tiên. Thì yếu tố đầu tiên của ưu điểm máy làm mát đó chính là giá thành tốt. Ok bạn. Và giá thành của sản phẩm này sẽ ảnh hưởng đến một phần đến yếu tố mua hàng của chúng ta. Ok bạn. Thì sản phẩm máy làm mát chúng ta chỉ cần 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng thôi thì các bạn có thể sở hữu cho các bạn một máy làm mát rồi. Ok bạn. Và rẻ hơn nhiều so với máy lạnh mà nhé. Và thứ hai, yếu tố thứ hai đó chính là sử dụng ít điện năng. Ok bạn. Sử dụng điện năng là sao? Thì đối với sản phẩm chúng ta phải làm mát không có chức năng, đó chính là làm lạnh, làm mát tức thì. Ok bạn, nó sẽ đỡ tốn điện hơn chỉ bằng 1/10 so với các dòng sản phẩm máy lạnh thôi nha trên thị trường. Ok bạn, thì ví dụ như thế này cho các bạn dễ hiểu. Thì đối với máy lạnh của hãng Electrolux đi, mình sẽ nói trước về máy lạnh nhé. Ví dụ về hãng Electrolux đi thì các bạn với công suất tối đa của hãng này của dòng máy lạnh lên đến 1200W. Ok bạn. Thì 1 giờ thì mình tính ra thì nó sẽ tương tốn là khoảng 1,2 kWh, là 1,2 kg một giờ mà nhé sử dụng. Và trong vòng 24 giờ sử dụng, một ngày liên tục 24 giờ thì sẽ lên đến số ký, lên đến là 20, gần sắp xỉ 29 kg. Ok các bạn. Và nhân số đó 29 kg nhân với 30 ngày trong một tháng mà sẽ ra được số ký trong một tháng nó bao nhiêu, thường là hơn là 800, hơn 800 số ký đó các bạn, không phải hơn 800 kg. Ok bạn, thì bạn nhân số điện nhà nước hiện tại bây giờ giá phòng trọ này kia khoảng hơn 3.000,
hơn 3.000 một xíu, 1.000 ngày 2 tùy nơi, thì bạn hãy nhân ra được số tiền, và số tiền đó là số tiền chiều bạn nhé. Và đó chính là vấn đề tiêu thụ điện năng trên máy lạnh của chúng ta. Và đối với quạt làm mát thì sao? Mình sẽ có dòng sản phẩm Alokio các bạn, đó chính là dòng Alokio AL6000A. Thì mình với công suất của nó là 220W, thì mình tính thử rồi, thì lượng điện tiêu thụ trong vòng 1 giờ đồng hồ nó chỉ là 0.2 kW các bạn nhé, 0.2kg trên 1 giờ sử dụng, và mình nhân cho 24 giờ thì nó ra là 4.8kg các bạn, 4.8kg điện trên 1 ngày sử dụng, và bạn nhân số đó với khoảng là 1 tháng thì nó ra đâu đó vài trăm ngàn tiền điện nhé. Ok bạn, và vừa rồi mình đã lấy ví dụ để cho bạn hiểu được cũng như là biết được sản phẩm máy làm mát chúng ta tiêu tốn ít điện năng hơn đúng không ạ? Ok các bạn, và yếu tố thứ ba của chúng ta đó chính là lọc sạch không khí vậy nha, để giúp không khí được trong lành hơn. Dựa trên nguyên lý đó chính là của máy làm mát chúng ta là sự bốc hơi của hơi nước đó các bạn, và những hơi nước này sẽ được quạt chúng ta thổi ra ngoài qua các tấm màn trắng của bát, giúp cho không khí chúng ta giảm độ nóng, làm cho không khí mát hơn, trong lành hơn đó các bạn. Và tiếp theo nữa, chúng ta có công nghệ ion âm, điện âm sẽ bắt các ion điện dương bên ngoài môi trường, là những ion mang điện tích xấu, giúp cho cơ thể nó không được hô hấp tốt cũng như là ảnh hưởng đến sức khỏe chúng ta. Thì những ion âm này có chức năng là giúp cho không khí được trong lành hơn, chúng ta hô hấp được tốt hơn, tuần hoàn máu được tốt hơn. Ok bạn, đó là chức năng rất là tuyệt vời đúng không ạ? Thứ tư các bạn biết là gì không ạ? Đó chính là chúng ta sẽ di chuyển trong nhiều không gian khác nhau trong khu vực nhà chúng ta, gia đình chúng ta. Các bạn có thể đi chỗ này, đi chỗ kia, các bạn nắm vào phòng khách thì bạn lên phòng khách, nhà bếp thì bạn đẩy xuống nhà bếp. Các bạn thì chúng ta rất là tiện dụng trong 4 bánh xe như thế, và các bạn sẽ sử dụng trong không gian mở rồi nhé, bật kính cũng được luôn, khi nơi không có máy lạnh bạn sẽ sử dụng được luôn cả chức năng làm mát của bạn, cũng rất là hiệu quả rồi nhé. Và chắc chắn các bạn luôn thì sản phẩm chúng ta sẽ không gây ra sự sốc nhiệt các bạn, tại vì chúng ta có thể hoạt động trong môi trường mở và chúng ta quen với nhiệt độ xung quanh môi trường đó, thì chắc chắn các bạn thì chúng ta đi ra ngoài nữa thì nhiệt độ nó cũng không đáng kể để làm cho chúng ta cảm thấy bị sốc nhiệt. Ok bạn nhé. Và yếu tố thứ năm của chúng ta đó chính là khả năng làm mát mà nhé. Thì đối với quạt điều hòa thì chúng ta sẽ có thể giảm nhiệt độ trong vòng từ 2 đến 8 độ C, giảm xuống từ 2 đến 5 độ C. Và nếu có thêm đá lạnh nữa thì sao? Sẽ giúp cho sản phẩm chúng ta thêm được 3 độ C. Ok bạn, giảm thêm được 3 độ C nữa. Thì các bạn, mình có một mèo nhỏ muốn nói bạn, thì các bạn có thể mua đá bi hoặc là đá nhỏ, các bạn đập vụn ra. Các bạn đá lạnh nhé, bạn đập vụn ra và bạn đổ vào bên trong thùng đá, thùng nước. Ok bạn, với điều kiện, một điều kiện các bạn nhớ kỹ cho mình, đó chính là đá phải sạch, nước đá phải sạch mà nhé, và không có tạp chất các bạn, để không ảnh hưởng đến chất lượng không khí và chất lượng làm mát của sản phẩm quạt chúng ta nhé các bạn. Rất là hay đúng không ạ? Chắc chắn mình luôn, quạt chúng ta sẽ rất là mát luôn, mình đã thử rồi và cực kỳ đã. Ok bạn, các bạn ơi, và yếu tố cuối cùng trong 6 yếu tố để cấu thành ưu điểm của quạt chúng ta, bạn yêu gì không ạ? Biết là nhiều mà. Vâng, đó chính là dễ dàng vệ sinh và tháo lắp bạn nhé. Chúng ta sẽ dễ dàng vệ sinh hơn và không phải tốn chi phí quá nhiều cũng như không nhiều, và thường thường là không nhiều ấy, mình tự làm ở nhà luôn rồi thì cũng không có tốn tiền về chi phí sửa chữa hoặc là phí bảo trì về vệ sinh sản phẩm. Ok bạn, cũng rất là tiện lợi đúng không ạ? Ok bạn ơi, thì vừa rồi đó chính là ưu điểm. Ôi, thì nhược điểm thì như thế nào? Ok bạn, cái gì nó sẽ có hai mặt, ưu và nhược đúng không ạ? Bây giờ mình sẽ nói đến phần nhược điểm rồi nhé, cho bạn cùng biết được nhược điểm của sản phẩm của chúng ta có những gì. Và ngày hôm nay chủ đề hôm nay mình chỉ đi phân tích thôi các bạn, phân tích ưu điểm nhược điểm của hai dòng sản phẩm máy lạnh và máy làm mát. Ok bạn, bây giờ mình sẽ cùng nhau phân tích tiếp, đó chính là nhược điểm của sản phẩm quạt điều hòa nhé. Nhược điểm đầu tiên của sản phẩm chúng ta đó chính là tạo ra độ ẩm thì tất nhiên là sẽ ảnh hưởng đến các thiết bị điện tử xung quanh, nhưng ở đây xung quanh em chúng ta định nghĩa đây là gần nhé, gần với quạt, sử dụng gần và trực tiếp gần quạt của nhé, còn những xa xa với quạt khoảng cách là 3-4 mét thì không ảnh hưởng đâu, nhưng mà khoảng là 1 mét đổ lại thì chắc chắn là 2 mét đổ lại chúng ta nên hạn chế đó. Các bạn nên để những cái vật cờ điện tử và quạt chúng ta đánh xa vị trí của những sản phẩm đó ra nhé, để đảm bảo về độ bền của sản phẩm cũng như là độ bền của các thiết bị điện tử của nhé. Ok bạn, và những điểm thứ hai chúng ta đó chính là gây ra tiếng ồn. Ok bạn, thì quạt là cũng thế thôi, hoạt động thì dựa trên tắc là motor nó quay mà, và cũng như là nước sẽ được máy bơm lên, nước sẽ rọt rèn qua những cái tấm khe làm mát thì tất nhiên sẽ tạo ra tiếng động để chúng ta ồn. Và quạt làm mát mình khẳng định bạn luôn, trên thị trường không có nào không tiếng ồn cả. Ok bạn, và ồn nhiều hết tùy thuộc vào từng dòng quạt nhé. Ok bạn, quạt càng lớn công suất càng lớn và nước càng nhiều đi nữa thì chắc chắn là ồn càng lớn. Ok bạn, thì bạn chỉ có thể một cách để khắc phục được điều này, đó chính là bạn kiếm và lựa những cái sản phẩm phù hợp về gia đình cũng như là về tiếng ồn, giảm thiểu ít hơn về vấn đề đó rồi nhé. Ok bạn, và nhược điểm cuối cùng của quạt chúng ta đó chính là gì đúng không ạ? Vâng, đó chính là chúng ta phải thay nước thường xuyên.
chúng ta canh nước thường xuyên các bạn. Thì thường thường quạt điều hòa là mát chúng ta sẽ có một cái thước nước ở trước hoặc một cái thiết kế nhỏ để chúng ta thấy được mặt nước đằng trước còn ấy hết, nhưng mà thường thường các bạn sẽ phải canh điều đó. Bây giờ thì sau một đêm thôi, một đêm một ngày bạn sử dụng có thể là hết rồi, các bạn với chức năng mát rồi nhé. Thì bạn nên để ý điều đó, bạn nên thay thế liên tục như thế. Nhưng mà thường thường mình làm sẽ làm rất quen nha, và cũng không thấy điều gì quá phiền với điều đó cả. Ok bạn. Ok bạn, thì vừa rồi mình đã nói xong về vấn đề là ưu và nhược điểm của sản phẩm quạt điều hòa đúng không ạ? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích tiếp theo, đó chính là ưu điểm và nhược điểm của máy lạnh bạn nhé. Nào, chúng ta cùng nhau phân tích thôi. Và đầu tiên mình sẽ nói đó chính là về ưu điểm của sản phẩm này. Rồi, các bạn cùng mình nhé. Và ưu điểm đầu tiên của sản phẩm chúng ta, của máy lạnh chúng ta, đó chính là chống say nóng và mất nước bạn nhé. Ok bạn, thì như các bạn biết thì máy lạnh có thể giúp chúng ta ngăn ngừa được sự xuất hiện của đột quỵ nhiệt. Ok bạn, bằng cách hạ thấp nhiệt độ của không khí bên ngoài. Ok, giúp không khí được giảm xuống để giúp cho cân bằng với nhiệt độ cơ thể của người các bạn nhé. Và tiếp theo đó chính là mất nước ở đây có nghĩa là cơ thể chúng ta sẽ bị mất nước do ảnh hưởng không khí của vật như nhiệt độ phía bên ngoài. Chúng ta sẽ bốc hơi mồ hôi bay hơi càng nhiều thì chúng ta sẽ bị mất nước càng nhiều bạn nhé. Ok các bạn, thì đối với sản phẩm điều hòa chúng ta, trong sản phẩm máy lạnh chúng ta, thì chúng ta ở trong máy lạnh thì chắc chắn là nhiệt độ thấp sẽ giúp giảm cho cơ thể chúng ta không bị mất nước quá nhiều hoặc ảnh hưởng đến sức khỏe. Và ưu điểm thứ hai đó chính là tăng năng suất. Ok các bạn, tăng năng suất ở đây có nghĩa là gì các bạn nhá? Thì tăng năng suất thay vì chịu đựng cái nóng mùa hè, ok các bạn, thay vì chịu đựng cái nóng mùa hè, điều hòa không khí có thể giúp giảm mệt mỏi bạn nhé. Ok các bạn, và tăng khả năng tập trung hơi bạn nha, rất là tuyệt vời đúng không ạ? Vậy cũng như là giảm sự mệt mỏi và căng thẳng mà nha. Và nếu mà khi có điều hòa giống như bình thường, mình đang nóng bực bội này mà mình vô một cái cửa hàng mà có máy lạnh đi, nó phà vào phát mình cảm thấy rất là sướng và cảm giác mọi thứ mệt mỏi xua tan đúng không ạ? Thì còn gì bằng máy lạnh sẽ tạo ra một luồng không khí mát mẻ và trong lành. Ok bạn, thì khi bạn vô đó làm việc thì bạn sẽ có cảm giác rất phấn khởi và cũng như là tạo ra một cái năng lượng khi bạn tập trung hơn trong việc nha, và giảm bớt sự căng thẳng. Và nó còn tránh giúp bạn mệt mỏi nhé, và giúp cho giấc ngủ của bạn được ngon hơn. Ok bạn nhé. Vâng, đó chính là yếu tố thứ hai. Thứ ba đó chính là cải thiện chất lượng không khí. Thì máy lạnh giúp cải thiện không khí trong nhà của bạn, trong gia đình chúng ta. Nó có thể lọc là bụi bẩn nè, phấn hoa và các chất dị ứng trong cơ thể con người, và cản trở sự phát triển của nấm mốc, để cho không khí chúng ta được trong lành, và cũng như là chúng ta sống trong một không gian được sạch sẽ và thoải mái bạn nhé. Và ưu điểm thứ tư, ưu điểm cuối cùng đó chính là sản phẩm chúng ta hoạt động ở đây gây ít tiếng ồn hơn nha bạn nha, ít tiếng ồn hơn so với quạt điều hòa. Đó là tất nhiên là sản phẩm này êm, khi bạn vô bạn nghe thấy êm đúng không ạ? Bạn không nghe được cái tiếng gì, thường thường là không nghe được cái tiếng gì từ máy lạnh cả. Máy lạnh cũ mà cũ quá rồi thì mới kêu thôi, còn những máy lạnh mới và những lạnh hay được sử dụng và bảo trì về bên thường xuyên thì rất là ok, nghe rất là êm tai và chúng ta làm việc cũng rất là tập trung và cũng không ảnh hưởng nhiều đến khả năng làm việc của chúng ta nhé. Rồi, đó chính là về cả ưu điểm của máy lạnh. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chúng ta sẽ tìm hiểu và phân tích tiếp theo, đó chính là nhược điểm của máy lạnh. Ok bạn, nhược điểm của máy lạnh là gì? Thì chắc chắn rồi, cũng phải có hai mặt thôi. Nhược điểm là gì nhé? Và đầu tiên, nhược điểm đầu tiên của tôi đầu tiên đó chính là khô da. Ok bạn, cái này ai cũng hiểu. Khô da, khi chúng ta ở trong một môi trường lạnh quá lâu, làm lạnh quá lâu thì da chúng ta sẽ bị khô rồi nha. Sẽ mất đi độ ẩm. Các bạn, và dễ dàng bị dị ứng và cũng như là khó chịu trên da rồi nhé, và mắc các bệnh về da, da trở nên khô khan và cũng như là mất độ ẩm tự nhiên. Thôi vậy nhé. Và yếu tố thứ hai của chúng ta đó chính là làm trầm trọng hơn bệnh về hô hấp. Nếu ai mà đang bị vấn đề về hô hấp thì mình nghĩ các bệnh về hô hấp, thì mình nghĩ nếu sử dụng máy lạnh như trong trường hợp này và với nhiệt độ giảm xuống đột ngột trong máy lạnh như thế thì sẽ rất ảnh hưởng cực kỳ xấu đến hô hấp của các bạn nha, ảnh hưởng cực kỳ không tốt luôn. Thì các bạn nên phải điều chỉnh nhiệt độ phù hợp, nhiệt độ của sản phẩm chúng ta một cách từ từ để chúng ta sử dụng được tốt nhất cũng như là đảm bảo sức khỏe hô hấp của chúng ta nha. Và thứ ba đó chính là dị ứng. Okay. Dị ứng và cũng như là các bệnh về hô hấp khác. Okay, bạn. Thì nếu mà chúng ta tiếp xúc với không khí lạnh của máy lạnh quá lâu, liên tục và nhiều ngày, okay, bạn. Và không có sự ở đây là hài hòa cũng như là sự cân bằng trong cách sử dụng của sản phẩm này đối với cuộc sống ngày chúng ta, sẽ gây những vấn đề sau đây, đó chính là vấn đề là chúng ta sẽ bị xoang nè, bị mũi chảy nước mũi nè, hoặc là đau họng mà nha. Ok bạn, và cũng xảy ra như là vấn đề ho, như các vấn đề cảm cúm khác thông thường khác mà nha. Và đôi khi chúng ta quên đi vệ sinh những cái màng lọc
và lưới lọc sản phẩm của chúng ta những trên máy lạnh á, là những cái màng đó sẽ giúp mình lọc những bụi bẩn và phấn hoa là những tác nhân gây dị ứng nha, nó như gây dị ứng đối với da chúng ta hoặc là cơ thể chúng ta, thì chắc chắn bạn luôn chúng ta sẽ mắc những cái bệnh liên quan đến hô hấp này nhé. Nên bởi vậy tại sao chúng ta nên vệ sinh thường xuyên những thiết bị chúng ta sang sử dụng này nhé. Và tiếp theo đó chính là yếu tố thứ tư các bạn, đó chính là hội chứng bệnh cao ốc và cũng như là bệnh liên quan đến tăng cân các bạn. Thế các bạn thấy lạ đúng không ạ? Và các bạn có thể là bạn đã nghe đâu đó rồi, nhưng mà thực sự điều này có rồi nhé. Các bạn không có đâu, bạn nói đều có trên khoa học cả các bạn. Thì đối với máy lạnh chúng ta, khi chúng ta sử dụng, những người sử dụng máy lạnh thì thường thường sẽ có những người, một phụ nữ thì ta chóng mặt đúng không ạ? Tại sao? Thì sẽ trong máy lạnh chúng ta thường thường trong không khí máy lạnh, vì nếu sản phẩm chúng ta không được vệ sinh về cái màng lọc hiệu quả thì chắc chắn là những cái gì, chất dị ứng như mình nói, chất dị ứng hoặc là những không khí dị ứng, bụi phấn hoa này kia sẽ bay lan ra ngoài còn nhiều hơn nữa bạn nhé, sẽ làm cho khi chúng ta hít vô cái phải đó sẽ làm cho chúng ta cảm giác là dẫn đến là tình trạng là hô hấp nè và khó thở, dẫn đến là chúng ta choáng, chóng mặt này kia và cảm giác không thoải mái nha mọi người, rất là mệt các bạn. Đó chính là những tác nhân gây hại đến sức khỏe của chúng ta. Và tiếp theo đó chính là tăng cân. Thì theo mình thì biết đó là theo một nghiên cứu của các nhà khoa học tại đại học Alabama các bạn ở Birmingham, máy lạnh có thể góp phần làm chúng ta tăng cân ok bạn. Thì tại vì chúng ta làm trong ngồi trong máy lạnh, chúng ta sẽ ù ly, chúng ta sẽ không di chuyển nhiều nhé, và cũng như là không tạo ra sự bốc hơi về mồ hôi, nên sẽ ảnh hưởng đến một phần nào đó tăng cân ok bạn nhé. Rồi, và yếu tố cuối cùng của chúng ta về nhược điểm sản phẩm này máy lạnh chúng ta, đó chính là không thân thiện với môi trường bạn nhé, và bảo hành tốn chi phí ok bạn. Là sao? Theo mình biết thì hầu hết trên thị trường ok bạn, tất cả các dòng máy lạnh trên thị trường thì thường thường là sẽ dùng ga, đó chính là freon, gọi là freon đó ok bạn. Thì mình tiếng Anh mình không biết đọc sao cả, thì được freon các bạn. Và ga tiếp theo đó chính là ga CFC các bạn ha. Những ga này sẽ ảnh hưởng trực tiếp rất là xấu sau một thời gian dài sử dụng, sẽ ảnh hưởng xấu đến từng ozone của chúng ta nhé. Để theo là tốn kém về chi phí sửa chữa mà nhé ok, và bảo trì các bạn. Thì theo mình biết đi, hiện tại trên thị trường thì nhà mình có một ông anh, ông xài máy lạnh đó, thì hàng tháng ông kỹ lắm, hàng tháng ông phải kêu thợ tới coi máy lạnh của ông để ổng bảo trì. Mà thường thường thì máy lạnh phải tốt nhất là một tháng chúng ta sẽ bảo trì hàng lần để lọc màng trắng này kia và vệ sinh máy lạnh cho được sạch sẽ rồi nhá, để tạo ra một không khí môi trường cho chúng ta ở và không gian thoải mái nhất, trong lành nhất thưa các bạn. Thì thường thường khoảng từ 150-200 ngàn tùy theo từng dòng máy lạnh của các nhà hãng các bạn, cũng hơi tốn kém một khoản đó. Và tiếp theo mình và em chúng ta sẽ cùng nhau trả lời tiếp theo câu hỏi cuối cùng, hỏi thứ ba đúng không ạ, bạn nhớ gì không ạ? Vâng, là ai nên dùng máy lạnh mát và ai nên dùng máy lạnh ok các bạn. Và chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu câu trả lời nhé ok bạn ơi. Thì đầu tiên mình sẽ nói về ai nên sử dụng máy lạnh này nhé, với những phân tích về ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm máy lạnh đã biết trên, thì mình sẽ đưa ra một kết luận sau đây. Thì máy lạnh sẽ thích hợp với những người có sức khỏe tốt nè, thanh niên nè, nhân viên văn phòng công sở làm việc cho trong môi trường ít di chuyển hoặc là cố định nè, và người có điều kiện kinh tế ok bạn, và dựa vào nhiều yếu tố khác nữa nhé. Yếu tố về diện tích sử dụng nè, mục đích sử dụng nè, yêu cầu sử dụng và đối tượng sử dụng ok bạn. Thì đối tượng sử dụng đây thì mình nghĩ là những người không phù hợp á, thường thường sẽ là không phù hợp với người lớn tuổi nè, bà bầu nè, hoặc là trẻ con nít mà nhé, trẻ mới sinh các bạn, sẽ không phù hợp với sức khỏe của họ, tại vì một phần là họ rất là nhạy cảm, sức khỏe của họ sẽ không tốt như thanh niên và như chúng ta các bạn, sẽ rất là nhạy cảm trong môi trường lạnh như thế. Thì chúng ta phải sử dụng làm một cách hợp lý về nhiệt độ hợp lý, chứ mà chúng ta những người già lớn tuổi cũng như là phụ nữ là bà bầu á hoặc là con nít á, mà nếu chúng ta mặc quá lạnh đi thì chắc là da của họ sẽ bị tổn thương và cũng như là hệ hô hấp và sức khỏe sẽ không được đảm bảo nha. Chúng ta phải sửa sản phẩm phù hợp với gia đình và phù hợp với đối tượng sử dụng mà nhé. Và tiếp theo mình sẽ nói đây là ai nên sử dụng máy làm mát nha ok bạn. Thì đối với máy làm mát chúng ta ok bạn, thì cũng tương tự từ ưu điểm trên và khuyết điểm trên, nhược điểm trên của sản phẩm quạt điều hòa, thì mình cũng đã rút ra được kết luận sau đây. Thì máy làm mát của chúng ta sẽ phù hợp với những người làm việc ngoài trời các bạn, làm việc ngoài trời nè, làm việc không cố định một nơi, không cố định một nơi trong một không gian, một vị trí nhất định mà nhé, là hay di chuyển á, ok bạn, hay di chuyển trong một khu vực làm việc,
các bạn nha. Người làm cho công xưởng nè, nhà máy nè, nhà hàng lớn nè, không gian mở là những môi trường không có bị kín các bạn nha, như là môi trường mới, và cũng còn tùy như mấy lại thôi, còn tùy vào diện tích sử dụng, yêu cầu sử dụng, mục đích sử dụng và cả đối tượng sử dụng nha. Thì thanh niên hay là người lớn tuổi hay bà bầu hay là trẻ em của các bạn hay phụ nữ của các bạn cũng tùy thuộc vào đối tượng sử dụng thì chúng ta phải lựa chọn được một sản phẩm quạt phù hợp với từng đối tượng sử dụng mà nhé. Ok bạn, rồi thì đến đây thì mình cũng đã nói xong, trả lời xong 3 câu hỏi phía trên rồi nha. Và thấy như thế nào ạ? Thì mình phân tích hôm nay, mình quay một video này để mình phân tích cho các bạn biết được ưu và nhược điểm của sản phẩm máy lọc và quạt điều hòa như thế nào để bạn có thể cho mình một cái sự lựa chọn đúng đắn và phù hợp với gia đình của mình nhé các bạn. Rồi thì mùa nóng cũng đến rồi, và cũng như là khí hậu của chúng ta mùa này Việt Nam chúng ta cũng rất là nóng rồi, thì các bạn hãy lựa cho chúng ta một sản phẩm phù hợp với gia đình rồi nhé, và đảm bảo sức khỏe của gia đình chúng ta cũng như là tài chính nữa. Ok bạn nhé. Và đến đây thì video của Tâm Việt bên mình đã sắp kết thúc rồi. Cảm ơn các bạn đã đồng hành và xem cái video này mà nhé. Các bạn đừng quên đăng ký kênh loa kể tâm việt.com để theo dõi những video mới nhất trong thời gian tới bạn nhé. Thì trong quá trình làm video có gì không ok, các bạn muốn góp ý cho mình để cải thiện video sau được tốt hơn và giúp Tâm Việt tốt hơn, các bạn hãy cho mình xin ý kiến mẹ dưới phần bình luận video nhé. Rồi bây giờ đến đây thì video của Tâm Việt đã sắp kết thúc rồi. Bye bye và xin chào và hẹn gặp lại bạn nha. Bye bye. Vâng, và video đến đây là kết thúc rồi. Lo kéo tạm biệt, xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể khách quý đã theo dõi và xem video. Mọi thông tin liên hệ, khách quý vui lòng gọi trực tiếp vào số điện thoại hoặc chúng ta truy cập vào website loakeotamviet.com hoặc website dienmaytamviet.com để chúng ta có thể là trau dồi thêm về kiến thức lo kéo, giúp chúng ta em hiểu hơn về lo kéo, về điện máy để mua hàng được an toàn hơn. Khách quý vui lòng truy cập vào website là kiến thức loa karaoke.com và website người đại diện uy tín của Tâm Việt. Khách quý vui lòng truy cập vào nguyễntonquốctính.com. Ở ngoài những thông tin mà Tâm Việt cung cấp thì khách quý khi mà mua hàng vui lòng cẩn thận, hiện tại trên mạng xã hội rất là nhiều nơi họ mạo danh thương hiệu của Tâm Việt nhằm qua mặt khách hàng, thì khách quý hãy truy cập kỹ website của Tâm Việt để xác minh chính xác, tránh trường hợp đáng tiếc xảy ra. Khách quý đừng quên nhấn nút đăng ký kênh hay gọi là nút subscribe để chúng ta có thể cập nhật về những video mới nhất cũng như là hữu ích nhất sắp tới nhé. Lo kéo Tâm Việt kính chúc cho khách quý luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công. Xin chào.